chào mọi người, lâu lắm rồi mình không nói ở trong video. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người một món bánh rất là ngon trong mùa hè. Đó là bánh Gato Flan, nhưng mà không cần dùng đến lò nướng nhé. Để làm thành công món bánh Gato Flan này thì rất là dễ thôi. Chỉ cần mọi người chịu khó xem hết video của mình và không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào là được. Cùng bắt đầu nhé. Thank you.
Ha 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 ha!